Việc gặp tôi hay không gặp, cô có lỗi gì đâu. Nhưng hôm nay với cương vị của bà hội đồng, cô đến đây để làm chi nữa? Con lớn tội tình ra nông, nói tôi am hiểu tận tường, thân ai phải đoạn trường, vì kẻ anh em đã giấu tay của bọn nhà giàu nhiều kế, mưu hãm hại người nghèo thế. Cô nhưng thương ai qua đổi thần thà, trước những điều giả nghĩa giả nhân, nên cuối cùng rồi lỡ bước xa chân. Thank you.
Cảm ơn cô. Cô nói rằng cô thất tiếc là để lo cho tôi thoát khỏi án oan à. Nhưng cô ơi, sông nay ải đảo con non, tôi đã học nhiều bài học. Nào là biển cả mò trai, rừng sâu đồn cùi, bao nhiêu đắng cay tủi nhục đã quên làng tôi rồi. Khác hơn cô, từ lao tù trưởng giả nhìn lại cuộc đời, tôi không còn tin cái bọn chủ điền vào lòng nhân đức với người tá điền nghèo khổ nữa đâu. Tôi không ngờ, không ngờ gặp lại cô đây để nghe cô có đôi lời tâm sự. Không biết không phải vì tai họa của cô, đó là vì nhan sắc của bọn ác ba cường hào. Trắng đen đã rõ như ban ngày, tội ác thì nó ở đây cũng như muôn ngàn thằng nơi khác. Thôi cô à, trắng đen nó rõ như ban ngày, cô khỏi tốn công mà tìm ra duyên cơ. Dù lỗi ấy do cô gây ra hay là tai họa của tôi từ đâu đưa tới mà cô không chịu thay. Tôi không phiền nàn cách chi cô đâu, thôi thôi niềm ăn ai không mong ngày tai ngộ, thì kể từ đây tôi với cô phải đành cam đứt đoạn tơ lòng. Nhưng tôi buồn có một điều là giọt máu bỏ rơi bên cạnh của bà mẹ trong chiếc áo hội đồng. Nếu không nhờ anh em giúp đỡ tôi vượt ngục về đây thì thằng Lung, thằng Lung suốt đời cam chịu coi cũng bơ vơ.